Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Trong bản tin ngày 17 tháng 12, kính mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau. Các biện pháp ngắn hạn cần thiết để ngăn chặn Omicron làm quá tải các đơn vị điều trị tích cực. Chính phủ tỉnh Quebec thắt chặt các hạn chế y tế công cộng khi các ca COVID-19 tăng cao. Thành phố Kingston của tỉnh Ontario hiện có tỷ lệ ca nhiễm COVID-19 cao nhất toàn Canada. Chương trình hỗ trợ thương tật do tiêm vaccine của Canada có 400 đơn yêu cầu bồi thường kể từ khi ra mắt, nhưng chưa tới 5 đơn được chấp thuận. Giá bất động sản vẫn đang gia tăng đến chóng mặt, gây nhiều khó khăn cho người đi tìm nhà. Và dự kiến giá căn hộ ở Toronto trong năm 2022 sẽ tăng hơn là cả nhà biệt lập. Đảng Tự do cung cấp tới 742 triệu đô la cho những người cao niên có thu nhập thấp mà đã bị cắt giảm tiền già GIS do đã nhận tiền hỗ trợ CERB. Chính phủ liên bang cũng hứa hẹn gần 70 triệu đô la cho những sinh viên đã khai nhầm CERB. Các trường đại học chuyển sang học trực tuyến giữa những lo ngại vì biến thể Omicron. Một chương trình định cư Canada mới. Tỉnh Ontario sẽ nhận 100 người nhập cư mới sau khi mỗi người đầu tư 200.000 đô la vào các công ty địa phương. Và trên thế giới, chúng ta biết gì về biến thể Omicron? Tại Úc, 5 trẻ em đã thiệt mạng sau khi lâu đài bơm hơi bị gió thổi bay lên cao. Ít nhất có 5 người chết sau khi hệ thống bão mạnh bất thường tấn công miền Trung Tây Hoa Kỳ. Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì lạm dụng người Duy Ngô Nhĩ. Kiều bào Việt Nam thất vọng khi niềm sum họp ngày Tết tan biến bởi những tấm vé máy bay đắt đỏ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Kính thưa quý vị, kênh Culture Channel của chúng tôi vừa mới cho phát hành một video mới nói về hệ thống hưu trí cho người dân Canada mà được xếp hạng là một trong hệ thống bậc nhất thế giới. Trong video đó thì Hoàng Anh cùng trò chuyện với hai vị khách mời đặc biệt, một người đến từ chính phủ Canada, để đưa đến thông tin chi tiết tất cả về chương trình phúc lợi hưu trí ở Canada. Quý vị sẽ được tìm hiểu về phúc lợi mà người cao niên có thể nhận được, những khoản tiền nào chúng ta có thể nhận, các điều kiện để nhận lợi ích, và đặc biệt nếu chúng ta quyết định về hưu ở ngoài Canada, ví dụ như là chúng ta về Việt Nam sinh sống, thì có được hưởng những lợi ích này tiếp tục hay không? Chúng tôi có để đường link để xem video này trên màn hình và ở dưới phần description box bên dưới bản tin này. Hoàng Anh kính mời quý vị cùng theo dõi. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của ngày hôm nay cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Thưa quý vị, theo một nghiên cứu mới về biến thể Omicron, một nhóm nghiên cứu từ khoa y khoa LKS tại Đại học Hồng Kông đã phát hiện ra rằng chỉ 24 giờ sau khi lây nhiễm, biến thể Omicron đã nhân lên nhanh hơn 70 lần so với biến thể Delta hoặc là virus SARS-CoV-2 ban đầu trong các mẫu của mô phế quản của con người, tức là hai ống lớn dẫn không khí từ khí quản đến phổi của chúng ta. Đó là một phát hiện có thể giải thích tại sao Omicron dường như truyền giữa người với người nhanh hơn so với các biến thể trước đó. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng cho thấy Omicron nhân lên chậm hơn 10 lần trong các mẫu ở phổi so với virus ban đầu. Đó là phổi, không phải phế quản, có liên quan đến các biến chứng COVID-19 mà có thể đe dọa đến tính mạng, như viêm phổi và trong trường hợp nghiêm trọng là hội chứng suy hô hấp cấp tính. Vì vậy, nếu những phát hiện này phù hợp với bối cảnh thực tế, nhóm nghiên cứu nghi ngờ rằng sự nhân lên chậm hơn trong phổi có thể đồng nghĩa với việc giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh. Nghiên cứu dựa trên phòng thí nghiệm này đã được chia sẻ trực tuyến vào thứ Tư dưới dạng một bản tin và hiện đang được đánh giá ngang hàng để xuất bản. Chúng ta sẽ chờ thêm các kết quả nghiên cứu chuyên sâu hơn. Tiếp theo mời quý vị theo dõi một số cập nhật tình hình dịch COVID-19 cũng như một số bản tin khác trong nước. Các biện pháp ngắn hạn cần thiết để ngăn Omicron làm quá tại các đơn vị điều trị tích cực. Hôm thứ Năm, Ban khoa học COVID-19 của Ontario đã kêu gọi các biện pháp y tế công cộng ngay lập tức và nghiêm ngặt để chống lại sự gia tăng ngày càng nhiều của biến thể Omicron, là biến thể có thể khiến cho số người vào các đơn vị chăm sóc tích cực, tức là ICU, đạt tới mức không trụ nổi vào đầu năm tới. Mô hình mới nhất của nhóm cho thấy nếu không có các hạn chế ngắn hạn để làm giảm đi khoảng mối liên hệ xã hội xuống 50%. Và chỉ riêng các mũi tăng cường sẽ không đủ để ngăn chặn số ca nhiễm hàng ngày đạt từ 6.000 cho tới hơn 10.000 mỗi ngày vào cuối năm 2021. Kết hợp các biện pháp này với chiến dịch tiêm tăng cường liên tục khoảng 250.000 đến 350.000 mũi tiêm mỗi ngày có thể giữ cho các con số mới dưới 5.000 ca mỗi ngày trong cùng một khung thời gian. Số ca nhiễm cao nhất gần đây từng được ghi nhận ở Ontario trong đại dịch là 4.812 ca vào ngày 16 tháng 4, trong thời kỳ cao điểm của đợt thứ 3. Tính đến sáng thứ 5, Ontario báo cáo có 328 người trong các khu bệnh viện đa khoa bị nhiễm COVID-19 với 165 bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt và 147 bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt cần dùng máy thở. Tỉnh cho biết hiện có khoảng 600 giường ICU với gần 500 giường nữa sẵn sàng cho khả năng phẫu thuật nếu cần. Nhưng các chuyên gia cho biết các ca phẫu thuật sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng khi có khoảng 300 bệnh nhân COVID-19 được chăm sóc đặc biệt. Hơn nữa, tỉnh cho biết việc giữ cho các trường học mở cửa là một ưu tiên, và để làm điều đó thì các quan chức y tế cho biết cần phải đeo khẩu trang chất lượng cao, giữ khoảng cách an toàn trong nhà, cải thiện hệ thống thông gió và tăng cường khả năng tiếp cận với xét nghiệm nhanh. Các dự báo mới được đưa ra một ngày sau khi chính quyền tỉnh công bố một loạt các biện pháp mới để đối phó với biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao. Trong số đó có một đợt triển khai cấp tốc các mũi tiêm tăng cường COVID-19 sẽ có sẵn bắt đầu từ thứ 2 cho những người trên 18 tuổi có liều thứ 2 cách đây ít nhất là 3 tháng. Tỉnh cho biết họ sẽ cắt giảm công suất sức chứa xuống 50% tại một số địa điểm lớn, bao gồm các nhà thi đấu thể thao, rạp chiếu phim và bắt đầu từ ngày thứ Bảy. Chính phủ Quebec thắt chặt các hạn chế y tế công cộng khi các ca COVID-19 tăng cao. Khi các ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến trên toàn tỉnh và mối đe dọa từ Omicron xuất hiện, chính phủ Quebec sẽ thắt chặt các biện pháp y tế công cộng bắt đầu từ thứ Hai, 20 tháng 12 và đồng thời đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine tăng cường. Thủ hiến François Legault cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm, trong cuộc chiến mà chúng ta đang trải qua chỉ cần tiêm phòng thôi là đủ. Và người dân trong tỉnh cũng phải giảm tiếp xúc gần giữa người dân với nhau, ông nói. Thủ hiến Legault cho biết chính phủ không muốn đóng cửa các trường học, vì vậy các trường tiểu học sẽ mở cửa trở lại sau năm mới vào đúng ngày dự kiến. Các trường trung học sẽ chuyển qua học trực tuyến cho đến ngày 10 tháng Giêng. Khẩu trang sẽ là được yêu cầu trong các lớp học cấp tiểu học và trung học phổ thông và trên các tuyến xe bus. Các cuộc tụ họp riêng tư sẽ giảm xuống còn 10 người bên trong, 20 người bên ngoài và mọi người nên sử dụng bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh trước khi tụ tập. Các biện pháp mới tại Quebec bao gồm: các cửa hàng sẽ giảm sức chứa, chỉ cho phép một khách hàng trên mỗi 20 m2. Các cơ sở thờ tự sẽ giảm 50% sức chứa, với số lượng tối đa là 250 người. Hộ chiếu tiêm vaccine sẽ được yêu cầu và mọi người phải được sắp xếp chỗ ngồi. Đám tang và đám cưới có thể có tối đa 25 người mà không yêu cầu hộ chiếu vaccine, nhưng tối đa là 250 người có hộ chiếu. Đối với các hoạt động công cộng, sức chứa giảm 50% xuống còn tối đa 250 người. Mọi người phải ngồi yên và đeo khẩu trang mọi lúc. Đối với các quán bar và nhà hàng, cũng giảm 50% sức chứa, bố trí các bàn cách nhau càng xa càng tốt. Bàn có tối đa 10 người, một lần nữa nhảy múa và hát karaoke bị cấm. Rạp chiếu phim cũng giảm 50% công suất. Tất cả các giải thi đấu đều bị đình chỉ kể từ thứ Hai với việc giảm sức chứa của các phòng tập thể dục và các cơ sở đào tạo trong nhà. Thủ hiến Legault cho biết sẽ có những hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các biện pháp y tế công cộng như họ đã từng nhận được trong các giai đoạn trước của đại dịch. Quebec đồng thời cũng đưa ra chiến dịch mũi tiêm vaccine tăng cường tăng tốc. Kể từ thứ Hai thì những người từ 65 tuổi trở lên sẽ có thể đặt lịch hẹn để tiêm mũi tăng cường. Bộ trưởng Y tế Christine Dubé cho biết những người có một số tình trạng sức khỏe nhất định từ 60 tuổi trở lên cũng sẽ đủ điều kiện. Thứ Hai của tuần sau đó là 27 tháng 12, tất cả những người từ 60 tuổi trở lên sẽ có thể đặt lịch hẹn. Thời gian trở về sau, mục tiêu là bắt đầu cung cấp các mũi tiêm tăng cường cho những người còn lại trong năm mới. Trong thông báo ngày hôm nay, không thấy có đề cập tới việc cấm du lịch đến Quebec từ các tỉnh khác như đã thực hiện trong quá khứ. Tuy nhiên, thủ hiến Legault không loại trừ những hạn chế hơn nữa. Khi được hỏi liệu tỉnh có khôi phục lệnh giới nghiêm hay không, ông cho biết các quan chức tin rằng các quy tắc hiện hành sẽ đủ, nhưng tuần tới có thể sẽ khác. Thủ hiến Legault cho biết kể từ thứ Hai, các xét nghiệm nhanh sẽ có sẵn tại các hiệu thuốc. Tuy nhiên, mọi người nên ở nhà một khi họ có các triệu chứng và nên đi làm xét nghiệm PCR. Các ca nhiễm COVID đang gia tăng ở trong tỉnh Quebec. Thủ hiến Quebec ông Legault cho biết dữ liệu sơ bộ cho thấy tỉnh dự kiến sẽ có khoảng 3.700 ca nhiễm vào ngày thứ Sáu. Tỉnh đã báo cáo có thêm 2.736 ca vào ngày thứ Năm, là tổng số hàng ngày cao nhất kể từ ngày 3 tháng 1, khi Quebec chìm trong làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19. Trong tuần trước, thì số người ở các bệnh viện Quebec do COVID-19 đã tăng từ 255 lên thành 309 người. Bộ trưởng Dubé cho biết khoảng một nửa người đang nhập viện đã được tiêm 2 liều vaccine. Trong khi đó, thì có tới 80% số người đang trong phòng chăm sóc đặc biệt là những người chưa đi tiêm vaccine. Ông Dubé cho biết sự suy giảm hiệu quả của vaccine theo thời gian là nguyên nhân, mặc dù nó đang giúp ngăn mọi người không bị đi vào chăm sóc đặc biệt. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tiêm liều vaccine thứ ba. Tại tỉnh BC, số ca COVID-19 tăng vọt với 753 ca nhiễm mới và tỉnh này xác định thêm 135 ca biến thể Omicron. Các quan chức y tế tỉnh BC đã công bố có thêm 753 ca mắc COVID-19 mới và thêm 3 ca tử vong vào thứ Năm, khi tỷ lệ trung bình số ca mắc mới của tỉnh tiếp tục gia tăng, một phần là thúc đẩy bởi biến thể Omicron. Hiện có 135 trường hợp nhiễm Omicron đã được xác định ở tỉnh, tăng từ 44 ca vào thứ Ba. Tổng số 184 người đang nằm viện, với 70 người đang được chăm sóc đặc biệt. Tính đến thứ Năm, thì 91,6% những người từ 12 tuổi trở lên ở tỉnh BC đã nhận được liều vaccine COVID-19 đầu tiên, 88,7% đã nhận liều thứ Hai và 14% đã nhận liều thứ Ba. Tỉnh cho biết kể từ ngày 1 tháng 12, những người chưa được tiêm chủng chiếm 70,2% số ca nhập viện. Hạn chế trong đi lại. Khi số trường hợp của biến thể Omicron COVID-19 tiếp tục gia tăng ở Canada và trên thế giới, Bộ trưởng Y tế Adrian Dix đang cảnh báo người dân hãy thận trọng. Ông nói việc đi du lịch trong Canada trong những ngày nghỉ lễ nên được xem xét lại, mặc dù có thể làm bạn thất vọng vì không tụ tập với gia đình và bạn bè. Ông Dix cũng cho biết tỉnh ủng hộ lời kêu gọi của chính phủ liên bang để khuyên người dân Canada không nên đi du lịch quốc tế trong kỳ nghỉ lễ do mối đe dọa gia tăng của biến thể Omicron. Tỉnh BC cũng đang xem xét thực hiện thêm các biện pháp y tế công cộng đối với các cuộc tụ tập lớn và nhỏ, công và tư nhằm nỗ lực hạn chế sự lây lan của biến thể có khả năng lây truyền cao. Tại tỉnh Ontario, vào hôm thứ Năm, khắp tỉnh bang đã có những khu di động được triển khai tại 50 địa điểm trên toàn tỉnh để phân phối các bộ xét nghiệm nhanh miễn phí mà có thể thực hiện ngay tại nhà, và một số nơi đã cung cấp xét nghiệm ngay tại chỗ. Các địa điểm bao gồm các khu trung tâm mua sắm lớn và các bộ xét nghiệm nhanh miễn phí sẽ được cung cấp tại một số cửa hàng LCBO trong những ngày tới. Một số địa điểm đã nhanh chóng hết hàng ngay trong ngày thứ Năm. Một số địa điểm ở Toronto mà sẽ trao ra các bộ xét nghiệm nhanh miễn phí vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 12, bao gồm tại trung tâm shopping Yorkdale Mall, Square One, Scarborough Town Centre, Canada Square, Innovation Square, Richmond Adelaide Centre, Water Park Place. Quý vị có thể xem list đầy đủ danh sách các địa điểm di động và giờ phân phát trong những ngày tới trên trang web của tỉnh tại ontario.ca. Hiện khu vực thành phố Kingston của Ontario là có tỷ lệ ca nhiễm COVID-19 cao nhất trên toàn Canada, với phần lớn khả năng là do biến thể Omicron cực kỳ dễ lây lan, theo đơn vị y tế địa phương cho biết. Tiến sĩ Payot Olaza là giám đốc y tế của Kingston, Frontenac và Lennox and Eddington đã xác nhận những con số lập kỷ lục tại một cuộc họp báo vào chiều thứ Năm. Tính đến ngày 16 tháng 12, đơn vị y tế này đã báo cáo mức trung bình trong 7 ngày qua là 471,4 ca nhiễm trên mỗi 100.000 người dân, vượt xa mức cao nhất tiếp theo là ở vùng Chaudière-Appalaches ở tỉnh Quebec, nơi con số này nằm ở khoảng mức tỷ lệ 250. Đơn vị y tế đã xác nhận trường hợp đầu tiên liên quan đến Omicron vào ngày 8 tháng 12 ở một người không có tiền sử đi du lịch quốc tế. Vào thứ Năm, thì đơn vị y tế này đã xác nhận tổng số 6 trường hợp Omicron, nhưng số trường hợp nghi ngờ có thể hơn 500 ca, cho thấy biến thể có khả năng lây truyền cao này đã nhanh chóng vượt qua Delta tại địa phương này. Đơn vị y tế Kingston cũng đã báo cáo thêm 198 ca nhiễm COVID-19 mới vào thứ Năm, chỉ ít hơn thủ đô Ottawa 1 ca, nhưng thủ đô Ottawa có dân số đông gấp 5 lần. Tính đến thứ Năm, khu vực Kingston đã có 25 người nhập viện với COVID-19, trong đó 14 người trong đơn vị chăm sóc đặc biệt và 11 người cần trợ thở máy. Thành phố Kingston đã áp đặt lại những hạn chế mới khó khăn hơn về giới hạn sức chứa, khẩu trang và giữ khoảng cách. Chương trình hỗ trợ thương tật do vaccine của Canada đã có 400 đơn yêu cầu bồi thường kể từ khi ra mắt, nhưng chưa tới 5 đơn được chấp thuận. Chương trình bồi thường thương tật do tiêm vaccine của Canada mới tiết lộ số lượng người Canada đã báo cáo phản ứng có hại nghiêm trọng do vaccine COVID-19, được Bộ Y tế Canada chấp thuận và yêu cầu bồi thường. Chương trình hỗ trợ thương tật do vaccine lần đầu tiên được công bố vào tháng 12 năm 2020 và chính thức khởi động vào tháng 6 năm 2021. Mặc dù các phản ứng nghiêm trọng với vaccine là cực kỳ hiếm, ít hơn 1/1 triệu, theo Cơ quan Y tế Công cộng Canada, nhưng chúng đã xảy ra. Về yếu tố cấu thành một thương tật nặng hoặc vĩnh viễn, Cơ quan Y tế Công cộng Canada cho biết bệnh nhân phải trải qua những chấn thương đe dọa tính mạng hoặc ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống, mà có thể phải nhập viện trực tiếp hoặc kéo dài thời gian nằm viện và dẫn đến tàn tật hoặc mất khả năng lao động dai dẳng hoặc nghiêm trọng, hoặc kết quả là dị tật bẩm sinh hoặc tử vong. Ngoài ra, những người nộp đơn yêu cầu bồi thường phải trải qua thương tật nghiêm trọng và vĩnh viễn này sau khi nhận vaccine COVID-19 ở Canada vào hoặc sau ngày 8 tháng 12 năm 2020. Trong số các yêu cầu bồi thường được thừa nhận, 127 yêu cầu đang chờ bác sĩ xem xét y tế sơ bộ để xác định xem hồ sơ y tế bổ sung có được yêu cầu thêm hay không, và 196 yêu cầu đã được hoàn thành đánh giá y tế sơ bộ. Trong số những người yêu cầu bồi thường, 5 yêu cầu được coi là hoàn tất và đang chờ Hội đồng xét duyệt y khoa xem xét. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Canada, hội đồng bao gồm các bác sĩ có kinh nghiệm liên quan, những người sẽ xác định xem có mối liên quan giữa thương tích và vaccine hay không. Nếu xác định được mối liên hệ có thể xảy ra giữa thương tích và vaccine, chương trình này cho biết số tiền hỗ trợ tài chính sẽ được xác định theo từng trường hợp cụ thể, nhưng việc bồi thường sẽ có hiệu lực hồi tố kể từ ngày bị thương hoặc tử vong. Vì lý do riêng tư, Cơ quan Y tế Công cộng Canada cho biết số tiền bồi thường được trả cho người dân sẽ không được tiết lộ cho đến khi có đủ số lượng trường hợp để bảo đảm ẩn danh của những người yêu cầu bồi thường. Tính đến ngày 3 tháng 12, đã có 28.825 báo cáo về các tác dụng phụ ở Canada sau khi tiêm vaccine COVID-19, tức là chiếm 0,047% tổng số liều được tiêm. Trong số đó thì 6.581 người được coi là nghiêm trọng, chiếm 0,011% của tất cả các liều. Canada đã tiêm trên 63,8 triệu liều vaccine tính đến tối thứ Tư, và hơn 80% dân số đủ điều kiện, những người từ 5 tuổi trở lên đã được tiêm chủng đầy đủ. Cập nhật tình hình COVID ở Canada. Tính đến tối ngày 16 tháng 12, Canada báo cáo có thêm 7.145 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID của Canada hiện nay là 1.857.999 ca và có thêm 3.399 ca được báo cáo đã hồi phục. Hiện nay có 43.801 ca còn bệnh, có thêm 18 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 30.000 người, cụ thể là 30.012 người cho đến nay. Hiện nay đã có hơn 64,2 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó đã có hơn 31,3 triệu người, hay là hơn 81,9% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và trên 76,4% dân số đã tiêm 2 liều. 86,1% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm 1 liều và 80,4% đã tiêm 2 liều. Tỉnh BC hôm nay báo cáo có thêm 341 ca bệnh mới và 9 ca tử vong. Tỉnh Alberta báo cáo có 473 ca bệnh mới. Tỉnh Ontario báo cáo có 2.421 ca bệnh mới và 9 ca tử vong. Tỉnh Quebec có 2.736 ca bệnh mới và 5 ca tử vong. Tỉnh Saskatchewan có 55 ca bệnh mới. Manitoba có 218 ca bệnh mới với 2 ca tử vong. Tỉnh Nova Scotia có 287 ca bệnh mới. New Brunswick có 177 ca bệnh mới với 2 ca tử vong. Tỉnh PEI có 10 ca bệnh mới. Yukon có 8 ca bệnh mới. NWT có 7 ca bệnh mới. Giá bất động sản vẫn đang tăng đến chóng mặt, gây nhiều khó khăn cho người đi tìm nhà. Hiệp hội Bất động sản Canada cho biết, giá nhà trung bình trên toàn quốc là hơn 720.000 vào tháng 11, tăng gần 20% so với cùng thời điểm năm ngoái. Sean Cathcart, nhà kinh tế cao cấp của Hiệp hội Bất động sản Canada, Covid đang khiến cho rất nhiều người gom tiền và chuyển nhà. Nếu Covid không tồn tại thì những người này sẽ ở trong ngôi nhà của họ trong 30 cho tới 40 năm tới. Và đồng thời người mua phải đối mặt với một lượng người đổ xô cố gắng tận dụng lãi suất thế chấp thấp. Được biết là rất nhiều bậc cha mẹ đang rút tiền từ tài sản của họ để giúp con cái mua bất động sản. Đó là một trong những yếu tố thúc đẩy giá nhà ở Vancouver và Toronto. Một ngôi nhà liền kề 2 tầng vừa mới được niêm yết thì đã bán chỉ sau một ngày trên thị trường với giá 1,71 triệu Canada, cao hơn giá yêu cầu 210.000 Canada. Những người môi giới cho biết thị trường nhà đất hiện chẳng còn gì. Hơn 630.000 ngôi nhà đã được bán trên hệ thống MLS trong năm cho đến nay, vượt xa con số 550.000 ngôi nhà vào năm 2020. Các chuyên gia cho rằng tình trạng nguồn cung thắt chặt sẽ còn tiếp tục và tiếp tục đẩy giá nhà cao hơn nữa trong năm tới. Mặc dù mức tăng giá dự kiến sẽ không quá mạnh vào năm 2022, nhưng theo dự báo của Hiệp hội Bất động sản Canada thì đây vẫn sẽ là một vấn đề. Vâng, kính thưa quý vị, như quý vị thấy, giá nhà tăng vào đã trở thành một nét đặc trưng của thời đại Covid-19. Và trong một dự đoán mới nhất, giá của condo, tức là các căn hộ, trong năm 2022 sẽ tăng mạnh hơn so với nhà biệt lập. Dự kiến giá căn hộ ở Toronto trong năm 2022 sẽ tăng hơn cả nhà biệt lập. Thị trường condo ở Toronto chịu ảnh hưởng nặng nề nhất so với bất kỳ thành phố nào ở Canada. Khi cư dân chạy trốn trong những ngày đầu của đại dịch, danh sách nhà tăng vọt, giá giảm và hàng loạt căn hộ trống khiến cho giá thuê đi xuống. Giờ đây thì giá căn hộ không chỉ phục hồi mà còn được kỳ vọng là sẽ vượt xa mức tăng giá của những ngôi nhà biệt lập được nhiều người thèm muốn ở thành phố lớn nhất Canada. Dự báo năm 2022 của công ty môi giới Royal LePage thấy rằng giá trung bình của một căn hộ ở Toronto sẽ tăng 12% lên 763.800 đô la vào quý cuối cùng của năm tới, vượt qua mức tăng 10% khiến cho một ngôi nhà biệt lập tăng lên 1.564.200 đô la. Tại khu vực Greater Toronto (GTA) là khu vực duy nhất trong cả nước có mức tăng giá căn hộ cao hơn các khu vực nhà biệt lập, nhưng khoảng cách đang được thu hẹp ở các trung tâm khác. Thị trường đã cho thấy mức tăng lớn nhất là ở Toronto và Vancouver, với giá lần lượt tăng 11% và 10,5%. Tại Greater Vancouver, giá trung bình của một ngôi nhà biệt lập dự kiến sẽ tăng 12%, lên mức 1.892.800 đô la. Trên thực tế, thì tình trạng những thách thức và khó khăn tiếp diễn cho những người đang tìm kiếm cho mình một tổ ấm khi giá nhà tăng vọt ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, nếu quý vị đang có dự định mua nhà trong tương lai thì hãy lưu ý một điều mới. Quy tắc mới về kiểm tra khả năng chịu áp lực nợ vay thế chấp ở Canada. Những người mà chuẩn bị mua nhà sắp biết được những thay đổi trong các yêu cầu kiểm tra về khả năng chịu nợ, tức là stress test đối với khoản vay thế chấp mortgage của Canada. Văn phòng Giám đốc các định chế tài chính sẽ công bố bản cập nhật về tỷ lệ đủ điều kiện tối thiểu cho các khoản vay thế chấp mortgage không có bảo hiểm vào thứ Sáu. Như hiện tại, những người mua nhà trả trước ít nhất 20% được Văn phòng Giám đốc các định chế tài chính yêu cầu chứng minh rằng họ sẽ có thể thực hiện nghĩa vụ của mình với tỷ lệ hợp đồng lãi suất thế chấp cộng với 200 điểm cơ bản hoặc 5,25% lãi suất tùy theo mức nào cao hơn. Các thông số tương tự cũng được áp dụng cho những người trả trước ít hơn 20%, nhưng các quy tắc đó đối với các khoản vay thế chấp được bảo hiểm do Bộ phận Tài chính đặt ra. Các kiểm tra khả năng chịu nợ còn được gọi là quy tắc B20, lần đầu tiên có hiệu lực vào đầu năm 2018. Nó được thiết kế để bảo đảm các quy trình chấp thuận cho vay thế chấp được thực hiện thận trọng vào thời điểm mà mối lo ngại gia tăng về nợ hộ gia đình và giá nhà tăng cao ở một số quốc gia thị trường nhà ở lớn nhất. Chính phủ Đảng Tự Do cung cấp tới 742 triệu đô la cho những người cao niên có thu nhập thấp mà đã bị cắt giảm tiền già GIS do nhận được khoản hỗ trợ CERB. Chính phủ liên bang cũng hứa hẹn gần 70 triệu đô la cho những sinh viên mà đã khai nhầm nhận CERB. Trong đợt dịch vừa rồi, có nhiều người cao niên dễ bị tổn thương đã bị cắt giảm tiền già bổ sung thu nhập bảo đảm, gọi tắt là GIS, khi họ đã nhận được CERB là quyền lợi ứng phó khẩn cấp của Canada trong đại dịch. Khi bị các nhà phê bình thúc ép, chính phủ liên bang đang cung cấp các khoản thanh toán bằng tiền mặt để giảm bớt tác động của việc cắt giảm. Đảng Dân Chủ mới NDP và Bloc Québécois cùng với những người ủng hộ chống đói nghèo đã gây sức ép lên chính phủ liên bang trong nhiều tháng để giải quyết vấn đề này. Trong bản cập nhật kinh tế và tài khóa năm 2021, chính phủ đã dành 742,4 triệu đô la trong năm 2022 đến 2023 để hỗ trợ 183.000 người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên đã bị cắt giảm tiền bổ sung tiền già GIS và 21.000 người cao tuổi từ 60 đến 64 tuổi bị ảnh hưởng bởi phần phụ cấp bị cắt giảm. Những người cao niên đã nói vào tháng trước rằng cấu trúc của CERB buộc họ phải nhận toàn bộ quyền lợi hàng tháng, thay vì chỉ lấy những gì họ cần để thay thế thu nhập bán thời gian. Ngoài ra, thì chính phủ liên bang cũng đang đề xuất giúp đỡ một số sinh viên đã nhận được CERB, mặc dù họ không đủ điều kiện, và bây giờ đang phải đối mặt với những khoản trả nợ đáng kể. Chương trình xóa nợ cho sinh viên trong hoàn cảnh này ước tính tiêu tốn của chính phủ 69,7 triệu đô la. Những sinh viên đã yêu cầu CERB không đúng cách, thay vì quyền lợi sinh viên khẩn cấp Canada là CESB sẽ được phép bù đắp khoản nợ CERB của họ bằng cách bù vào phần họ sẽ nhận được trong các quyền lợi sinh viên trong cùng một khoảng thời gian. Các trường đại học chuyển sang học trực tuyến giữa những lo ngại về biến thể Omicron. Trường Đại học Queen's, Đại học Carleton và Đại học Ottawa đều chuyển sang học trực tuyến vào kỳ mùa đông 2022. Đại học Queen's cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Năm rằng họ sẽ chuyển đổi hầu hết các khóa học, học thuật của mình trực tuyến, với một số ít ngoại lệ, cho đến khi kết thúc Reading Week vào mùa đông vào ngày 28 tháng 2. Trường không chỉ định khóa học nào của mình sẽ vẫn trực tiếp. Đại học Queen's cho biết các khu nội trú sẽ mở cửa trong học kỳ mùa đông, nhưng những sinh viên chỉ có các khóa học trực tuyến vào tháng Giêng và tháng 2 được khuyến khích ở lại trong cộng đồng gia đình của họ. Trong khi đó, thì Đại học Carleton ở Ottawa cho biết họ sẽ chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn trong 3 tuần đầu tiên của học kỳ mùa đông do những lo ngại của biến thể Omicron. Học kỳ bắt đầu vào ngày 10 tháng 1 và trường đại học dự kiến việc học trên lớp sẽ bắt đầu lại vào ngày 31 tháng 1 cho những khóa học hiện đang được lên lịch để học trên lớp. Trường đại học cũng cho biết một số lượng nhỏ các kỳ thi trong lớp dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 12 và xa hơn sẽ được lên lịch lại hoặc chuyển trực tuyến. Trường cũng cảnh báo nhân viên không đến khuôn viên trường trừ khi đó là vì công việc không thể thực hiện từ xa. Đại học Ottawa cũng cho biết họ sẽ hoãn việc quay trở lại khuôn viên trường cho đến ngày 31 tháng 1 và sẽ tổ chức các khóa học trực tuyến cho đến lúc đó. Chuyển sang tỉnh bang Alberta, tình trạng thiếu bác sĩ ở Lethbridge tiếp tục ảnh hưởng đến người dân khi tỉnh này đang tìm kiếm câu trả lời. Tình trạng thiếu bác sĩ gia đình ở thành phố Lethbridge, tỉnh Alberta sẽ kéo dài đến năm 2022 và người dân nói rằng điều đó gây áp lực đáng kể lên họ vì đã nhiều tháng trôi qua và các vấn đề sức khỏe vẫn tiếp diễn. Tính đến thứ Tư, danh sách trực tuyến được lưu trữ trên trang web của mạng lưới chăm sóc căn bản Chinook Primary Care Network cho thấy rằng không có bác sĩ gia đình nào nhận bệnh nhân mới trong cộng đồng hơn 100.000 người. Khi các vấn đề sức khỏe phát sinh trong những tháng gần đây, người dân Lethbridge đã buộc phải đến phòng cấp cứu và đến các phòng khám ngoại ô. Người phát ngôn của chính quyền tỉnh bang cho biết, dịch vụ y tế Alberta đang phỏng vấn 9 bác sĩ gia đình mới cho các vị trí mà tỉnh tài trợ ở Lethbridge. Nhiều bác sĩ ở thành phố Lethbridge đã nghỉ hưu gần đây và những người khác đã rời cộng đồng để hành nghề ở nơi khác. Trong khi đó, thì các bác sĩ mới không có sẵn để thay thế họ, một người quản lý phòng khám trong thành phố cho biết. Về lâu dài, thì tỉnh cho biết cơ quan y tế Alberta và mạng lưới chăm sóc cơ bản Chinook đang phát triển một chiến lược tuyển dụng rộng rãi cùng với thành phố, phòng thương mại địa phương và phát triển kinh tế cho Lethbridge. nông dân trồng khoai tây ở PEI chật vật đi tìm người mua khoai trong bối cảnh lệnh cấm xuất khẩu. Một người nông dân có tên là Mark Craig cho biết ông dự tính sẽ giữ khoai tây của mình trong kho cho đến khi chính phủ liên bang hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu sang Hoa Kỳ, hoặc là cho đến khi Anh được đền bù thiệt hại. Ông Craig, người trồng gần 65 hecta ruộng khoai tây, cho biết hôm thứ Tư, số lượng khoai tây đang được cất giữ có thể chất đầy 100 xe tải và ông lo lắng về số phận của chúng. Ông Craig và những người nông dân khác tại PEI đang đối mặt với khả năng phải tiêu hủy khoai tây của họ vì đã gần 4 tuần kể từ khi Canada cấm xuất khẩu khoai tây tươi từ PEI sang Hoa Kỳ sau khi phát hiện ra khoai tây bị mốc nấm ở 2 cánh đồng tại tỉnh này. Các quan chức Canada cho biết Hoa Kỳ đã có thể áp đặt một lệnh cấm, thứ mà còn khó thay đổi hơn nếu Canada không làm như vậy trước. Ông Craig hy vọng chính phủ liên bang sẽ mua khoai tây và giao chúng cho những người nhu cầu trên khắp đất nước. Nếu không thì ông muốn Ottawa bồi thường cho nông dân nếu họ phải tiêu hủy lượng khoai tây của họ. Tùy thuộc vào lệnh cấm xuất khẩu kéo dài bao lâu, một phần khoai tây trong kho có thể cần được tiêu hủy. Tin vui cho các doanh nhân quốc tế muốn có cơ hội nhập cư vào tỉnh bang Ontario của Canada. Một chương trình định cư Canada mới ở tỉnh bang Ontario sẽ nhận 100 người nhập cư sau khi mỗi người đầu tư 200.000 đô la vào các công ty địa phương theo chương trình định cư mới. Tỉnh Ontario đang có kế hoạch tiếp nhận 100 người nhập cư mới trong 2 năm tới theo một chương trình cho phép các doanh nhân nước ngoài đăng ký nhập cư vào tỉnh bang sau khi họ đầu tư tối thiểu 200.000 đô la vào nền kinh tế của đất nước. Bộ trưởng Lao động Monty McNaughton cho biết, chính phủ sẽ tập trung vào việc thu hút các doanh nhân quốc tế đến các cộng đồng Ontario bên ngoài khu vực đại đô thị Toronto. Ông cho biết những doanh nhân này sẽ được đề cử nhập cư theo chương trình nhập cư kinh tế của tỉnh sau khi họ mở một kinh doanh mới hoặc mua lại một cơ sở kinh doanh hiện có ở tỉnh Ontario. Ông McNaughton cho biết, sáng kiến mới này sẽ khiến chính phủ tiêu tốn 6 triệu đô la, nhưng mà phí sẽ được thu hồi thông qua các khoản phí được trả do những người nhập cư đến tỉnh bang để thành lập hoặc mua một doanh nghiệp. Ông cho biết tỉnh đang mong đợi tối thiểu 20 triệu đô la đầu tư kinh doanh được tạo ra thông qua dòng nhập cư mới này. Chính phủ tự do trước đây ở tỉnh Ontario đã thành lập dòng nhập cư này vào năm 2015, nhưng chỉ có 2 nhà đầu tư nhập cư được đề cử sử dụng nó kể từ đó. Bộ trưởng McNaughton nói rằng, tôi coi nhập cư là một trong những động lực kinh tế quan trọng đối với sự tăng trưởng của Ontario, có cơ hội để tạo ra các doanh nghiệp mới bên ngoài GTA để tạo thêm việc làm cho người dân trên toàn tỉnh. Ông McNaughton cho biết, chương trình sẽ giúp phục hồi nền kinh tế Ontario sau đại dịch COVID-19. Ông nói, chúng tôi phải quyết liệt trong khi xây dựng trở lại tốt hơn khỏi đại dịch để tuyển dụng các doanh nhân đến Ontario. Tháng trước thì Ontario đã kêu gọi chính phủ liên bang tăng gấp đôi số lượng người nhập cư được phép theo chương trình đề cử nhập cư Ontario, Ontario Immigrant Nominee Program, gọi tắt là OINP, từ 9.000 người lên 18.000 người mỗi một năm. Đây là một chương trình nhằm thúc đẩy lực lượng lao động có tay nghề cao. Bộ trưởng McNaughton cũng cho biết, tỉnh này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động đáng kể, ngày càng gia tăng do tác động của đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để theo dõi các video mới tiếp theo. Và xin quý vị hãy giúp chia sẻ video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin là một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Chúng ta biết gì về biến thể Omicron? Bạn có biết thú cưng của bạn có khả năng nhiễm COVID-19 hay không? Tại Úc, 5 trẻ em thiệt mạng sau khi lâu đài bơm hơi bị gió thổi bay lên cao. 5 người tử vong sau khi hệ thống bão mạnh nhất bất thường tấn công phía Trung Tây Hoa Kỳ. Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì lạm dụng người Duy Ngô Nhĩ. Cảnh sát cho biết những người truyền giáo bị băng đảng Haiti bắt cóc đã được trả tự do. Các ngân hàng trung ương hàng đầu sẽ đi theo con đường riêng của họ vào năm 2022. Ngân hàng Anh tăng lãi suất lên 0,25%. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Obama chia sẻ những cuốn sách yêu thích của năm. Việt Nam cho phép cách ly tại nhà trong 3 ngày đối với những người đã được tiêm chủng hoặc đã khỏi bệnh sau Covid-19. Kiều bào Việt Nam thất vọng khi niềm sum họp ngày Tết tan biến bởi những tấm vé máy bay đắt đỏ. Và một số cập nhật tình hình Covid-19 trên thế giới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và những tin tức liên quan. Hôm thứ Năm, Pháp thông báo rằng do gia tăng các trường hợp Covid-19 ở Anh, chỉ những người được chỉ định mới được phép đi lại giữa hai nước, và bất kỳ ai đến từ Anh sẽ phải tự cách ly. Chính phủ Pháp cho biết tài xế xe tải sẽ được miễn trừ các quy định mới nhằm giảm bớt lo ngại của Anh về những hạn chế có thể gây ra gián đoạn chuỗi cung ứng. Anh rất có thể sẽ có dữ liệu đáng tin cậy về sự lây lan của biến thể coronavirus Omicron mới vào đầu tháng Giêng, và có thể trong tuần giữa Giáng sinh và năm mới, một quan chức y tế hàng đầu cho biết hôm thứ Năm. Chính phủ Thụy Điển hôm thứ Năm cho biết sẽ yêu cầu du khách từ các quốc gia Bắc Âu khác có thẻ tiêm vaccine khi đi qua biên giới, trong bối cảnh nước này dần thắt chặt các hạn chế trước tình hình về sự gia tăng của các ca nhiễm biến thể Omicron mới. Tại Thụy Điển đã có những ca nhiễm mới tăng vọt trong những ngày gần đây. Nước này đã áp đặt một số biện pháp hạn chế và các nhà chức trách cho biết sẽ cần có các bước tiếp theo nếu tình trạng lây nhiễm tiếp tục gia tăng. Hôm thứ Năm, Hàn Quốc cho biết họ khôi phục các quy tắc quản lý xã hội nghiêm ngặt hơn sau một tháng rưỡi nới lỏng các biện pháp theo chính sách sống chung với Covid-19, khi số ca nhiễm mới và các ca bệnh nghiêm trọng tăng lên. Các hạn chế sẽ được áp dụng trở lại vào ngày thứ Bảy cho đến ngày 2 tháng Giêng, giới hạn các cuộc tụ tập không quá 4 người đối với người đã được tiêm phòng đầy đủ, và buộc các nhà hàng, quán cà phê và quán bar phải đóng cửa trước 9 giờ tối, và các rạp chiếu phim và quán cà phê Internet đóng cửa vào lúc 10 giờ tối. Tại Indonesia, Tổng thống đã kêu gọi mọi người tuân thủ các quy trình chăm sóc sức khỏe và bảo đảm mọi người đều được tiêm vaccine chống lại Covid-19 sau khi quốc gia đông dân thứ tư thế giới phát hiện trường hợp nội địa đầu tiên của biến thể Omicron. Indonesia đã ghi nhận có hơn 4,2 triệu trường hợp nhiễm coronavirus và 143.000 trường hợp tử vong do Covid-19. Nhưng các ca nhiễm hàng ngày đã giảm đáng kể từ giữa năm nay và nhiều hạn chế đã được nới lỏng. Tại Nam Phi, Hội đồng Chỉ huy Coronavirus Quốc gia vẫn giữ tình trạng khóa cửa ở mức 1 đã được điều chỉnh, hoặc ở mức thấp nhất của hệ thống hạn chế 5 cấp. Trong vài ngày gần đây, Nam Phi đã báo cáo có hơn 20.000 ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày, nhưng các nhà khoa học chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy biến thể này gây ra bệnh nặng hơn. Trong một diễn biến khác, công ty công nghệ sinh học Valneva của Pháp cho biết hôm thứ Năm, ứng cử viên vaccine COVID-19 của họ VLA-2001 có hiệu quả tăng cường sức đề kháng cho những người đã tiêm mũi đầu tiên với loại vaccine này. Không giống như những mũi tiêm của Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson và Novavax, Valneva cho thấy có một hệ thống miễn dịch đối với toàn bộ coronavirus, không chỉ với loại gai protein. Valneva cho biết họ hy vọng vaccine này sẽ bảo vệ mọi người chống lại các biến thể của virus. Thêm vào đó, họ sẽ kiểm tra hiệu quả của vaccine đối với Omicron. Tuy nhiên, khoảng 2 tuần trước, thì một nghiên cứu của Anh cho thấy VLA-2001 là mũi tiêm duy nhất trong số 7 loại không cung cấp khả năng tăng cường miễn dịch cho những người đã chủng ngừa trước đó bằng vaccine Pfizer. Cũng trong hôm thứ Năm, Regeneron Pharmaceutical cho biết liệu pháp kháng thể COVID-19 của họ kém hiệu quả hơn đối với biến thể Omicron. Tuy nhiên, đối với biến thể Delta thì vẫn có hiệu quả tốt. Chúng ta biết gì về biến thể coronavirus Omicron? Các triệu chứng liên quan tới biến thể COVID-19 Omicron có thể tương tự như những triệu chứng thường đi kèm với cảm lạnh, nhưng các chuyên gia cảnh báo mọi người rằng họ không nên đánh giá thấp những rủi ro do nó gây ra. Một nghiên cứu của Anh hiện đã gợi ý rằng nhiễm trùng Omicron có thể liên quan đến các triệu chứng, khiến cho người ta dễ nhầm nó với căn bệnh hàng ngày như là cảm lạnh. Một nghiên cứu của ứng dụng COVID Zoe đã phân tích hàng ngàn triệu chứng COVID được công chúng Anh tải lên thông qua ứng dụng này, và xem xét các triệu chứng liên quan tới các trường hợp COVID ở London đã được ghi nhận trong 2 tuần riêng biệt vào tháng 10 và tháng 12, tức là trước và sau khi Omicron lan rộng ở thủ đô này. Phân tích ban đầu này đã tìm thấy những điểm tương đồng giữa các biến thể Delta và Omicron, cho thấy biến thể này không biến đổi trở lại thành các triệu chứng giống như cúm của các chủng Covid trước. Nhóm nghiên cứu cho biết rằng triệu chứng hàng đầu được báo cáo trong ứng dụng GIS trong 2 tuần khác nhau, đó là sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, nhẹ hoặc là nặng, hắt xì và viêm họng. Các chuyên gia dự đoán điều này có khả năng cũng tương tự như ở các quốc gia khác trên toàn cầu. Tuy nhiên, lần này với biến thể Omicron, các trường hợp có thể khó phát hiện hơn. Giáo sư Tim Spector, nhà khoa học chính của ứng dụng Zui Covid Study, cho biết có nguy cơ trường hợp Omicron tiềm ẩn có thể bị nhầm với cảm lạnh nhẹ. Sẽ là một sai lầm lớn nếu đánh giá thấp những rủi ro do biến thể Omicron gây ra, mặc dù một số bằng chứng cho thấy nó gây ra các triệu chứng nhẹ hơn giống như cảm lạnh hơn là cúm. Các chuyên gia đã đánh giá Omicron có khả năng lây truyền nhanh hơn nhiều so với biến thể Delta và tin rằng nó sớm sẽ trở thành chủng virus thống trị trên toàn thế giới. Sự nổi lên của Omicron rất đáng chú ý vì nó chỉ được Tổ chức Y tế Thế giới chỉ định là biến thể cần quan tâm vào ngày 26 tháng 11, 2 ngày sau khi Nam Phi báo cáo rằng họ đã phát hiện biến chủng này. Bạn có biết thú cưng của bạn có khả năng nhiễm COVID-19 hay không? Câu trả lời hoàn toàn có thể. Vật nuôi và các động vật khác đều có thể nhiễm chủng coronavirus gây bệnh COVID-19, nhưng các quan chức y tế cho biết nguy cơ chúng lây lan sang người là thấp. Các con vật như là chó, mèo, chồn, thỏ, rái cá, linh cẩu và hươu đuôi trắng là một trong những động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus. Hầu hết các trường hợp trong số đó là sau khi chúng bị lây nhiễm từ người bị nhiễm bệnh. Trong khi bạn không cần phải lo lắng nhiều về việc bạn có thể nhiễm COVID-19 từ vật nuôi của mình, những con vật đó lại có phần nhiều khả năng là nhiễm bệnh từ bạn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, những người đã được xác nhận hoặc là đang bị nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì nên tránh tiếp xúc với vật nuôi, động vật trang trại và động vật hoang dã cũng như với những người khác. Loại coronavirus đặc biệt này rất có thể ngay từ đầu đã nhảy từ động vật sang người và đại dịch xảy ra vì virus lây lan rất dễ dàng giữa người với người. Nhưng nó không thể dễ dàng lây lan từ động vật sang người. Hiện tại, chỉ có chồn là loài động vật duy nhất được biết đến là đã nhiễm virus từ người và lây ngược trở lại, theo tiến sĩ Scott Weiss tại trường cao đẳng thú y Ontario cho biết. 3 quốc gia ở Bắc Âu đã ghi nhận các trường hợp virus lây lan từ người sang chồn là tại các trang trại nuôi chồn hương. Virus đã lan truyền giữa các con vật này trước khi chúng lây sang cho những người nông dân. Tiến sĩ Scott Weiss cũng cho biết thêm rằng cách thức lây nhiễm và lây lan một cách dễ dàng của động vật có thể thay đổi theo các biến thể khác nhau. Và cách tốt nhất để ngăn chặn virus lây lan giữa các loài động vật là hãy kiểm soát nó giữa người với người. Một tai nạn rất thương tâm đã xảy ra ở Úc. 5 trẻ em thiệt mạng sau khi lâu đài bơm hơi bị gió thổi bay lên cao. Hôm thứ Năm tại một trường học trên bang hải đảo Tasmania của Úc, 5 trẻ em đã tử vong và 4 em khác hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân là do các em bị rơi ra khỏi lâu đài bơm hơi đã bị gió thổi bay cao hơn 10 mét. Sự việc xảy ra tại trường tiểu học Hillcrest tại thành phố Devonport. Thời điểm này thì nhà trường hiện đang tổ chức lễ kỷ niệm kết thúc năm học. Ủy viên cảnh sát bang Tasmania cho biết những đứa trẻ thiệt mạng bao gồm 2 bé trai và 2 bé gái lớp 6, tức là các em nhỏ này khoảng 10 hoặc 11 tuổi. Trong khi đó, chỉ huy cảnh sát bang Tasmania nói với các phóng viên rằng một số em đã rơi từ lâu đài bơm hơi, có vẻ như các em đã rơi từ độ cao xấp xỉ là 10 mét. Thủ hiến bang Tasmania Peter Godwin đã gọi vụ tai nạn này là không thể tưởng tượng được. Và tại Hoa Kỳ, ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi một hệ thống bão cực mạnh và cực kỳ bất thường quét qua vùng Great Plains và khu Trung Tây của Hoa Kỳ vào thứ Tư, trong bối cảnh nhiệt độ ấm bất thường, sinh ra gió mạnh và lốc xoáy có thể xảy ra ở Nebraska, Iowa và Minnesota. Ở phía đông nam Minnesota, cảnh sát trưởng quận Olmsted là Trung úy Lee Rossman cho biết, một người đàn ông 65 tuổi đã thiệt mạng vào đêm thứ Tư khi một cái cây cao 40 feet đã bị thổi ngã vào ông bên ngoài nhà của ông. Ở phía tây nam Kansas, bụi mù mịt do các cơn bão bốc lên hôm thứ Tư đã dẫn đến 2 vụ tai nạn riêng biệt khiến 3 người thiệt mạng, theo cơ quan tuần tra đường cao tốc Kansas cho biết. Và ở phía đông Iowa, một chiếc xe truck đã bị gió lớn đánh trúng và ngã lăn vào tối thứ Tư, giết chết người lái xe, theo cơ quan tuần tra bang Iowa xác nhận. Cơn bão đã di chuyển về phía bắc của Great Lakes vào Canada vào thứ Năm với gió lớn, tuyết và các điều kiện nguy hiểm tiếp tục diễn ra ở khu vực phía trên của Great Lakes. Dịch vụ thời tiết quốc gia cho biết, hơn 400.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh không có điện ở Michigan, Wisconsin, Iowa và Kansas. Một cơn lốc xoáy đã được báo cáo ở miền nam Minnesota vào thứ Tư. Cộng đồng nhỏ của Heartland, Minnesota có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với báo cáo từ 35 đến 40 ngôi nhà bị thiệt hại nhẹ và một số cơ sở kinh doanh bị thiệt hại nặng nề, Giám đốc quản lý khẩn cấp của hạt Richard cho biết. Thời tiết ấm áp chưa từng có. Hệ thống thời tiết hủy diệt đã phát triển trong bối cảnh thời tiết ấm áp chưa từng có trong tháng 12 ở khu đồng bằng và các bang phía Bắc. Nhiệt độ đã tăng lên 21 độ C trên khắp vùng phía tây nam Wisconsin vào tối thứ Tư. Gió quật đổ cây cối, cành cây và gần 150 đường dây điện ở phía bắc và phía tây bán đảo Lower Peninsula của Michigan. Tại ngôi làng Fruitport phía tây Michigan, gió lớn đã làm tốc mái một phần của trường tiểu học, khiến các quan chức buộc phải đóng cửa tất cả các trường học trong quận hôm thứ Năm. Đã có hơn 20 báo cáo về lốc xoáy hôm thứ Tư ở các bang khu vực đồng bằng Plains, trải rác qua phía đông Nebraska và Iowa, dựa trên các báo cáo sơ bộ cho Trung tâm Dự báo Bão. Gió giật mạnh lên đến 120 km/h hoặc cao hơn, là cao nhất trong bất kỳ ngày nào kể từ năm 2004, theo Trung tâm Dự báo Bão cho biết. Thống đốc của Kansas và Iowa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì lạm dụng người Duy Ngô Nhĩ. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm cho biết họ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với một số công ty giám sát, công ty công nghệ sinh học cũng như các cơ quan chính phủ của Trung Quốc vì các hành động của nước này ở tỉnh Tân Cương. Đây được xem là một động thái mới nhất mà Washington chống lại Bắc Kinh về hành vi vi phạm nhân quyền của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực phía Tây của Trung Quốc. Bộ Thương mại Hoa Kỳ hiện đang nhắm mục tiêu vào Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc và 11 viện nghiên cứu tập trung vào việc sử dụng công nghệ sinh học để hỗ trợ quân đội Trung Quốc. Động thái này sẽ cấm tất cả các công ty Mỹ bán linh kiện cho các đơn vị mà không có giấy phép. Bộ Tài chính cũng sẽ đưa ra các hình phạt đối với một số thực thể của Trung Quốc, theo một quan chức chính quyền cao cấp giấu tên cho biết. Giải thích về các hành động của Bộ Thương mại, vị quan chức này cho hay tình báo Mỹ đã xác định được rằng Bắc Kinh đã thiết lập một hệ thống giám sát công nghệ cao trên khắp Tân Cương, sử dụng nhận dạng khuôn mặt sinh trắc học và đã thu thập mẫu DNA của tất cả cư dân từ 12 đến 65 tuổi ở Tân Cương. Hành động này của Trung Quốc gần như là một phần của nỗ lực có hệ thống để trấn áp người Duy Ngô Nhĩ. Bộ Tài chính tuần trước cũng đã công bố lệnh cấm đầu tư của Hoa Kỳ vào công ty nhận dạng khuôn mặt Sense Time của Trung Quốc do lo ngại rằng công nghệ này đang được sử dụng để đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Vào tuần trước, thì Nhà Trắng cũng đã tuyên bố rằng họ sẽ tiến hành tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội mùa đông sắp tới ở Bắc Kinh, với lý do là Trung Quốc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và tàn bạo ở Tân Cương. Tuy nhiên, các vận động viên Mỹ vẫn sẽ tiếp tục thi đấu. Ông Biden sẽ không cử đội ngũ quan chức tới tham dự như thường lệ. Chính quyền Tổng thống Mỹ trong tuần này cũng tuyên bố rằng họ ủng hộ luật lưỡng đảng cấm nhập khẩu từ Tân Cương vào Hoa Kỳ, trừ khi các công ty chứng minh được rằng hàng hóa của họ không được sản xuất bởi lao động cưỡng bức, tức là tất cả các công việc hoặc là dịch vụ không tự nguyện bị ép buộc bằng sự đe dọa sẽ trừng phạt, theo định nghĩa của Tổ chức Lao động Quốc tế. Về phía Trung Quốc, đương nhiên họ đã phủ nhận những hành vi lạm dụng mà họ bị cáo buộc. Theo đó, Trung Quốc cho rằng những gì họ đã làm tại Tân Cương là cần thiết để chống lại chủ nghĩa khủng bố và phong trào ly khai. Cảnh sát cho biết những người truyền giáo bị băng đảng Haiti bắt cóc đã được trả tự do. 16 người Mỹ, một người Canada đã bị băng đảng 400 Ma Waso bắt cóc vào ngày 16 tháng 10. Các thành viên Canada và Hoa Kỳ còn lại của nhóm truyền giáo bị bắt cóc 2 tháng trước ở Haiti đã được trả tự do, cảnh sát Haiti và nhóm cho biết hôm thứ Năm. Người phát ngôn của cảnh sát quốc gia Haiti xác nhận với Associated Press rằng các con tin đã được thả nhưng không có thông tin chi tiết. Chiều muộn thứ Năm, một đoàn xe ít nhất là 10 phương tiện, bao gồm cả xe SUV của Đại sứ quán Hoa Kỳ và cảnh sát quốc gia Haiti, đã đưa các nhà truyền giáo tới sân bay Port-au-Prince từ văn phòng của nhóm truyền giáo ở Titanian, phía bắc Port-au-Prince. Một nguồn tin giấu tên cho biết thì nhóm đã rời khỏi Haiti vào đầu giờ cuối thứ Năm. Được biết là các nhà truyền giáo đã bị băng đảng 400 Ma Waso bắt cóc vào ngày 16 tháng 10, có 5 đứa trẻ trong nhóm gồm 16 công dân Hoa Kỳ và một người Canada. Trong đó có một đứa trẻ 8 tháng tuổi. Tài xế người Haiti của họ cũng bị bắt cóc, theo một tổ chức nhân quyền địa phương cho biết. Thủ lĩnh của băng đảng đã đe dọa sẽ giết các con tin trừ khi nhận được 1 triệu đô la Mỹ cho mỗi đầu người. Hôm thứ Năm vẫn chưa rõ liệu có trả tiền chuộc hay không và những nỗ lực nào đã dẫn tới sự trả tự do cho các con tin. Trong bản tin về kinh tế thế giới, các ngân hàng trung ương hàng đầu sẽ công bố các động thái chính sách để điều hành nền kinh tế của họ vượt qua bất ổn gia tăng do đại dịch và lạm phát cao. Một số ngân hàng được thiết lập để giữ đồng tiền ở mức thấp vào năm 2022, ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ thắt chặt. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Fed, hôm thứ Tư đã tăng gấp đôi tốc độ cắt giảm mua trái phiếu, trong khi dự báo từ các nhà hoạch định chính sách của họ cho thấy có tới 3 lần tăng lãi suất trong năm tới. Trong số 3 ngân hàng trung ương lớn khác là Ngân hàng Anh, Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Nhật Bản. Chỉ có Ngân hàng Anh là có khả năng sẽ thực hiện một bước nhỏ trong việc cắt giảm sự hỗ trợ to lớn được cung cấp cho nền kinh tế trong thời kỳ đại dịch. Điều đó có thể tạo tiền đề cho một năm 2022 đầy biến động. Với việc Fed quyết tâm kết thúc việc mua tài sản càng nhanh càng tốt và bắt đầu tăng lãi suất ngay sau đó, và những ngân hàng khác còn do dự khi quyết định có chuyển theo hướng đó hay không. Trước đó vào thứ Năm, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã giữ nguyên lập trường cực kỳ lỏng lẻo với lãi suất chính sách được chốt ở mức âm 0,75%. Lạm phát của Thụy Sĩ mặc dù tăng nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các nơi khác, chỉ 1% trong năm tới, giảm xuống 0,6% vào năm 2023. Ngân hàng Trung ương Na Uy đã tăng trong tháng 9 nhờ kinh tế phục hồi, tiếp tục đà tăng thêm như dự kiến và cho biết nhiều khả năng sẽ theo sau Fed. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã nhấn mạnh mục tiêu lạm phát của mình trong phần lớn thập kỷ qua, dự kiến sẽ là một trong những ngân hàng cuối cùng thắt chặt chính sách và thay vào đó, cuộc tranh luận tập trung vào việc làm thế nào để cấu trúc một biện pháp hỗ trợ kích thích tổng thể khiêm tốn hơn. Các nhà hoạch định chính sách tin tưởng rằng lạm phát hiện đang ở mức cao hơn gấp đôi so với mức mục tiêu 2% của ngân hàng sẽ giảm nhanh chóng vào năm 2022. Ở Nhật Bản, lạm phát ở mức tiêu dùng vẫn hầu như không có, do đó việc mua tài sản doanh nghiệp chỉ giảm nhẹ. Mức giảm nhẹ sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Sáu. Ngay cả khi các ngân hàng trung ương khác không cứng rắn đi theo gót của Fed, ông Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, và Fed dường như đã đặt ra chương trình nghị sự cho một năm 2022 đầy biến động, khi các ngân hàng trung ương vạch ra đường đi của họ mặc dù ở các tốc độ khác nhau đáng kể. Ngân hàng Trung ương Anh đã bất ngờ tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm trong bối cảnh lo ngại về lạm phát ngày càng gia tăng, bất chấp sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Ủy ban Chính sách Tiền tệ MPC đã tăng lãi suất từ mức thấp lịch sử 0,1% lên 0,25%. Đánh giá rằng áp lực đối với các hộ gia đình do chi phí sinh hoạt tăng cao là lớn hơn rủi ro đối với nền kinh tế từ biến thể mới. Mức lạm phát ở Anh đang ở mức cao nhất trong một thập kỷ, ở mức 5,1% và có thể lên tới 6% vào mùa xuân tới. Đồng bảng Anh đã tăng mạnh trên thị trường tiền tệ toàn cầu vào thứ Năm, tăng gần 1 xu so với đồng đô la. Giao dịch trên 1,33 đô la sau khi Ngân hàng Trung ương Anh trở thành ngân hàng tăng tỷ giá đầu tiên trong số các ngân hàng lớn ngang hàng trên toàn cầu. Mặc dù lãi suất tăng, nhưng 0,25% vẫn là mức lãi suất thấp hơn so với trước đại dịch, khi chi phí đi vay được đặt là mức 0,75%, trước khi làn sóng đầu tiên lan sang Anh vào đầu năm 2020. Giải thích về việc tăng lãi suất, ngân hàng cho biết các đợt COVID-19 liên tiếp có ảnh hưởng ít hơn đến GDP do các hộ gia đình và doanh nghiệp dần thích nghi với việc sống chung với đại dịch. Mặc dù có sự không chắc chắn trong khoảng thời gian này, nhưng Omicron có thể thúc đẩy mức lạm phát cao liên tục nếu nó dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung liên tục do các nhà máy đóng cửa và tắc nghẽn tại các cảng. Cựu Tổng thống Obama đã chia sẻ những cuốn sách yêu thích của ông cho năm 2021 trong một bài đăng trên Instagram. Ông Obama cho biết, nghệ thuật luôn nâng đỡ và nuôi dưỡng tâm hồn. Nhưng đối với tôi cảm thấy âm nhạc và kể chuyện là đặc biệt cấp bách trong năm đại dịch này. Đó là một cách để kết nối khi chúng ta bị cách ly. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách chia sẻ một cuốn sách mà tôi đã đọc trong năm nay, để lại ấn tượng lâu dài và tôi rất vui được chia sẻ những bộ phim và bản nhạc yêu thích của mình trong những ngày tới. Trong danh sách 13 cuốn sách mà ông Obama nêu bật, có những cuốn sách như These Precious Days, tạm dịch là những ngày quý giá này, của Anne Patchett, Crying in H Mart, tạm dịch là đứng khóc trong siêu thị H Mart, của Michelle Zoner, Harlem Shuffle của Colson Whitehead và Cloud Cuckoo Land, tạm dịch là cõi mộng xứ mơ, của Anthony Doerr. Danh sách này cũng có các cuốn sách mà ông đã giới thiệu vào đầu năm nay, bao gồm Land of Big Numbers của Tapping Chan, Things We Lost to the Water của Eric Nguyễn và Project Hail Mary của Andy Weir. Cựu Tổng thống trước đó cũng đã chia sẻ những cuốn sách và bài hát được yêu thích vào dịp gần cuối năm. Trong vài năm gần đây, ông Obama cũng đã chia sẻ danh sách nhạc mùa hè yêu thích của mình, bao gồm các nhạc sĩ và nghệ sĩ như là SZA, John Legend, Van Morrison và Stevie Wonder. Quy định mới khi nhập cảnh về Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Việt Nam cho phép cách ly tại nhà trong 3 ngày đối với những người đã được tiêm chủng hoặc đã khỏi bệnh sau COVID-19. Theo Bộ Y tế của Việt Nam hôm thứ Năm cho biết, đối với những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ hay là đã khỏi bệnh sau COVID-19, họ sẽ chỉ cần cách ly trong 3 ngày tại nhà thay vì phải vào vùng cách ly tập trung trong 7 ngày. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tất cả những hành khách nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính đối với coronavirus trong vòng 72 giờ trước đó và cài đặt ứng dụng PC COVID để theo dõi sức khỏe. Yêu cầu xét nghiệm PCR sẽ không áp dụng cho trẻ em dưới 2 tuổi. Đối với những hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ hoặc là đã khỏi bệnh COVID-19, chỉ cần theo dõi sức khỏe của mình trong vòng 3 ngày tại nhà, khách sạn hoặc là các cơ sở khác, họ sẽ được kiểm tra vào ngày thứ 3. Nếu kết quả âm tính, họ sẽ được yêu cầu theo dõi sức khỏe trong 11 ngày tiếp theo và được tự do di chuyển, nhưng phải tránh tụ tập đông người và đến những không gian đông đúc. Những người được tiêm chủng đầy đủ và những trường hợp khỏi bệnh phải có giấy chứng nhận liên quan để chứng minh tình trạng của mình. Những hành khách nhập cảnh chưa được tiêm phòng đầy đủ sẽ được cách ly tại nhà hoặc là các cơ sở khác trong vòng 7 ngày. Sau đó, họ sẽ được tiến hành xét nghiệm vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Đối với những người dưới 18 tuổi, trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai và những người có bệnh lý tiềm ẩn có thể được cách ly với người chăm sóc. Tuy nhiên, những người chăm sóc phải được tiêm phòng đầy đủ hoặc là khỏi bệnh từ COVID-19. Tất cả hành khách nhập cảnh sẽ phải tự chi trả chi phí xét nghiệm, cách ly và điều trị bằng COVID-19. Và đồng thời, họ cũng được khuyến khích nên tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày đầu nhập cảnh. Kiều bào Việt Nam thất vọng khi niềm sum họp ngày Tết tan biến bởi những tấm vé máy bay đắt đỏ. Chưa kịp vui mừng khi Việt Nam nối lại các chuyến bay quốc tế thì những kiều bào lại hụt hẫng khi niềm hy vọng sum họp ngày Tết bị tiêu tan bởi giá vé máy bay tăng cao. Một chia sẻ với VN Express của anh Khải Văn, 31 tuổi, sống tại Đài Loan 11 năm cho biết, anh dự định sẽ về nước để đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết dương lịch hoặc là Tết Nguyên Đán, rơi vào đầu tháng 2 sắp tới. Tuy nhiên, điều khiến anh lo ngại đó là giá vé máy bay quá cao. Anh Khải Văn cho biết, chi phí cho một chuyến bay hồi hương trọn gói khởi hành vào đầu năm sau dao động từ 30 cho tới 50 triệu đồng, tức là khoảng 1.304 cho tới 2.117 Mỹ Kim một người. Theo như anh chia sẻ, anh đã từng đặt vé máy bay về Việt Nam vào khoảng tháng 8 và tháng 9 với giá chưa tới 9 triệu đồng. Nếu muốn về nước trong tháng 12, anh vẫn có cơ hội đặt vé với giá chỉ 12 cho tới 15 triệu đồng. Nhưng đó là vào thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Trong khi đó, thì với tình hình dịch bệnh hiện nay, chính quyền Đài Loan cũng yêu cầu các du khách nước ngoài phải trải qua thời gian cách ly 14 ngày khi nhập cảnh vào hòn đảo này. Lo ngại sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện đại, anh Văn đã quyết định ở lại Đài Loan và sẽ trở về Việt Nam để thăm gia đình vào thời điểm thuận lợi hơn, khi mà giá vé không còn quá đắt đỏ. Một trường hợp tương tự khác là cô Tuyết Lê, 68 tuổi, là Việt kiều Mỹ, hiện đang sống ở New Jersey, rất muốn về Việt Nam thăm người thân sau 3 năm xa cách. Nhưng cuối cùng cô đã phải hủy kế hoạch vì chuyến bay thì hạn chế, giá vé thì lại quá đắt đỏ. Theo cô chia sẻ, một người bạn của cô hồi hương tháng 11 vì phải về Việt Nam gấp nên phải chấp nhận với giá vé máy bay lên tới 5.000 Mỹ Kim. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm sau, Việt Nam sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế tới 9 điểm có tỷ lệ tiêm chủng cao và kiểm soát dịch tốt. Các điểm đó là San Francisco hoặc là Los Angeles tại Mỹ, Singapore, Bangkok tại Thái Lan, Phnom Penh, Campuchia, Viêng Chăn tại Lào, Bắc Kinh, Quảng Châu, Trung Quốc, Tokyo tại Nhật Bản, Seoul tại Hàn Quốc và Đài Bắc, Đài Loan. Các chuyên gia hàng không và du lịch đã nhiều lần kêu gọi chính phủ nối lại các chuyến bay quốc tế đến các quốc gia và vùng lãnh thổ có tỷ lệ tiêm chủng cao và kiểm soát tốt dịch bệnh để tăng tốc phục hồi kinh tế và du lịch, tạo điều kiện cho kiều bào về quê trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Bản tin dịch COVID-19 ngày 16 tháng 12 của Bộ Y tế cho biết có thêm 15.270 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh thành. Riêng tỉnh Tây Ninh cũng bổ sung thêm 18.792 ca F0 sau khi rà soát trên địa bàn tỉnh. Như vậy thì kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam đã có 1.493.237 ca nhiễm COVID-19. Về số ca mắc COVID-19 trong ngày chủ yếu được ghi nhận tại các địa phương như sau. Cà Mau có 1.339 ca, Sài Gòn có 1.175 ca, Tây Ninh 932 ca, Bình Phước có 880 ca, Đồng Tháp có 795 ca, Bến Tre 760 ca, Cần Thơ 728 ca, Khánh Hòa có 598 ca, Vĩnh Long 597 ca và Bạc Liêu 516 ca. Số bệnh nhân tử vong do COVID-19 trong ngày là 241 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 28.857 ca. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.033 ca, tổng số ca được điều trị khỏi là 1.064.461 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 15 tháng 12, có 501.084 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy thì tổng số liều vaccine đã được tiêm là 135.736.968 liều. Trong đó tiêm mũi 1 là 75.215.180 liều và tiêm mũi 2 là 59.423.563 liều. Tiêm mũi 3, còn gọi là tiêm mũi bổ sung hay là tiêm nhắc lại, là 1.098.225 liều. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng. 1 đô la Canada bằng 0,7826 đô la Mỹ và bằng 0,6909 đồng euro. 1 Canada bằng 18.054,98 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 71,91 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 75,02 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.798,63 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada và Thế giới hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Nếu quý vị chưa có dịp đăng ký kênh, kính mời quý vị đăng ký kênh Culture Channel và xin hãy giúp chia sẻ video đến cho nhiều người quen. Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống. Tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, bình an và nhiều hạnh phúc. Hoàng Anh, Tuấn Liêm chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người, càng nhanh, càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng ontario.ca/book vaccine hoặc gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.